Nãy bạn nói là bạn gặp khó khăn trong cuộc sống đúng không? Trong công việc đúng không? Trong tình yêu. Ba cái đó bây giờ thay đổi như thế nào? Dạ, công việc của em thì vẫn suôn sẻ bình thường. Em vẫn làm bình thường, thu nhập mỗi tháng bình thường. Có khác chút xíu là em đang vừa làm vừa học thêm nghề bên pha chế. Tức là em chỉ xin đi làm thêm buổi tối thôi. Nhưng mà anh nói là ca tối anh đang cần pha chế bartender. Anh nói là nếu như mà em đồng ý thì anh sẽ đào tạo và vẫn có lương. Ồ, đó là tăng thêm thu nhập rồi. Đúng rồi, là được vừa đào tạo miễn phí mà còn có thêm cái lương nữa. Còn chuyện tình cảm chị? Tình cảm thì em cũng bình thường, chưa có quen ai hết. Sao chị thấy cái từ bình thường nó có vẻ che giấu một điều gì đó không? Không, nhưng mà Thơ thích ở chỗ là dạ em chưa quen ai hết nhưng mà sau đó cười rất tươi. Cái đó mới là quan trọng đúng không bác sĩ? Là có nhiều người để ý mà chị chọn không? Đúng vậy. Mình có quyền, mình có quyền. Dạ, bây giờ mình đã có quyền lựa chọn người ta rồi. Còn lúc trước sao em giờ... Dạ em đang quen cái anh kia kìa. Mà mặt rất buồn, đúng không? Yên nè. Nói gì thì nói, cái ca phẫu thuật này cũng là một ca phẫu thuật lớn đúng không ạ? Và tính ra là mình cũng đã trải qua một cái cuộc hành trình để có được cái sắc diện như ngày hôm nay và gần như là có được một cuộc đời mới như bây giờ với một cái tinh thần rất mới. Thì nghĩ lại cả một cái quá trình đó, Uyên có suy nghĩ như thế nào? Em mong ở ngoài kia có rất là nhiều bạn có khiếm khuyết giống như em. Thì mong mấy bạn tìm một cái cơ hội, mạnh dạn tìm một cái cơ hội cho mình để thay đổi cuộc sống cũng giống như em bây giờ vậy.